Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa thất Mai Vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên kênh nút đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của em Nhi có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Mức giá chỉ từ 150.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn, giá cả hợp lý ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Không làm mất thời gian nữa em mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Mà trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục nha. Cũng mong cô chú anh chị mình xem được cây nào ủng hộ em ạ. Rồi. Cô cây đầu tiên là mã số 31H là một cây cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Rồi 2 tầng Quỳnh Tấn Phát ha. Cái này ghép đế bí luôn cô chú anh chị. 1 2 3 4 4 nè, 5 nè, 6 7 8 mối nha cô chú anh chị. 6. Rồi. Cao 35. Tán ngang được 39. Rồi cái này em xin lưu cô chú anh chị giá 150.000 nha. Rồi, rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 32. 32 hát một cây giảo siêu nụ nha. Rồi. Giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi. Hôm nay em sẽ hàng siêu nụ nha. Hoành được 6. Rồi. Cao 60. Tán ngang được 49. Rồi cái này em xin giao cô chú anh chị giá 120.000. Rồi đó cái. Tiếp theo mã số 33 hát một cây giảo siêu bông Sài Gòn ở lớn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này lùng lực tàn đều ha, củ đế nha cô chú, có củ đế bí dưới nha cô chú anh chị. Hoành là được 8. Rồi. Cao 36. Tán ngang 59. Rồi cái này em xin lưu cô chú anh chị giá 150.000. Rồi, bao phí vận chuyển em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 34H, 34H là cây cúc Phượng Thanh Tân nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn tàn tròn cô chú anh chị ha. Dạ. Củ đế có luôn cô chú anh chị, nguyên củ ha. Lò xo hai dòng cô chú anh chị có cái đuôi luôn á. Hoành được 7. Rồi. Cao 45. Tán ngang được 46. Cái này em xin cho cô chú anh chị giá 150.000 nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 35H. 35H là cây giảo tự xoắn nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này củ đế là xo ba dòng nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Hoành được 6. Xoắn nhạc. Cao 33. Xoắn cục cục luôn á. Tán ngang 31. Rồi cái giảo xoắn này em xin lưu cô chú chị giá cũng 150.000 nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 36H là một cây cúc bi tiên sinh nha cô chú anh chị. Rồi cái này có củ luôn cô chú anh chị. Dạ. Nguyên củ bí luôn ha. Dạ. Hoành được 7. Rồi. Cao 44. Tán ngang là được 340. Rồi cái này em xin lưu cô chú chị giá 150.000 luôn. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 37H là một cây cúc hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ơi. Đế bí ở dưới á. Nguyên đế luôn. Hoành được 7. Rồi. Cao 55. Tán ngang được 40. Rồi cây cúc hồng Thanh Tú này em xin lưu cô chú anh chị giá 200.000. Rồi đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 38H là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi cây này cúc tàn khá hương luôn cô chú anh chị ha. Cây liền phát triển xum xuê lắm. Củ đế có. Hoành được 6. Rồi, liền có. Cao 44, tán ngang được 46. Rồi. Rồi cái này em xin lưu cô chú anh chị giá 150.000 ạ. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 39. 39H là cây cúc gia đình nha cô chú anh chị. Rồi, đế bí luôn ha em ha. Dạ. Hoành được 7. Rồi, nguyên củ đế bí luôn. Cao 48. Tán ngang được 41. Rồi. Cái này em xin lưu cô chú anh chị giá cái này 200.000 thôi. Rồi, đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 40H là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Rồi. Cái cuối clip của em nha. Cuối clip lần nào cũng là đại lộc. Rồi, nguyên củ luôn cô chú anh chị, củ rất là đẹp nha. Hàng củ đế vip không á. Hoành được 7. Rồi củ đế này đo luôn nè. Củ 18. Rồi, đại lộc ha. Bông. Cao 58. Bông 36 tới 49. Tán ngang được 33. Rồi cây đại lộc này em xin cho cô chú anh chị giá 200.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Cây này cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Rồi. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ ra thời gian để xem clip của em nha. Cũng mong cô chú anh chị được xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.